Xin chào tất cả các anh chị đang theo dõi kênh của Đồ Gỗ Phạm Kính. Trong video ngày hôm nay thì bên em xin giới thiệu cũng như là giao lưu với tất cả quý anh chị em nhà mình một bộ tam đa được bên em chế tác trên nền chất liệu gỗ hương ta. Và đặc biệt với cái sản phẩm này thì được thợ bên em đục thủ công hoàn toàn bằng tay 100%. Và nếu anh chị em nhà mình đang có nhu cầu muốn trưng tìm một tác phẩm tam đa với kích thước lớn thì các bác nhà mình có thể tham khảo cho em một video này nhé. Và không để anh chị em nhà mình chờ lâu thì em sẽ giới thiệu các bác nhà mình chi tiết từng tác phẩm để anh chị em nhà mình có thể là hiểu rõ hơn về tác phẩm cũng như là ý nghĩa của từng bộ ạ. Vâng ạ, như anh chị em nhà mình đã thấy thì với bộ tam đa phúc lộc thọ thì với gồm 3 cụ, đó là cụ phúc, cụ lộc và cụ thọ, thì với mỗi một cụ thì đều mang một cái ý nghĩa riêng mà gia đình nào cũng mong muốn có được. Thì cụ đầu tiên đứng đây ạ thì đó là cụ phúc các bác nhà mình nhá. Với cụ này thì có chiều cao là 1m02, ngang là 43 và sâu là 42, được thợ bên em chế tác trên một cái phôi gốc hương rất là già gỗ, và hơn nữa là những cái đường vân gỗ thì vô cùng là độc đáo ạ. Và không chỉ là chất gỗ quá là ok rồi, thì các anh chị em nhà mình có thể nhìn cho em đây, từ diện mặt của cụ này hay là đến những cái chi tiết bên cạnh như là hoa văn hay là viền áo của cụ này cũng được thợ chạm trổ rất là tỉ mỉ và kỹ nét. Và với cụ này thì trên tay luôn luôn bế một đứa trẻ, thể hiện cho về phúc phần con cháu các nhà mình nhá. Và tiếp theo thì sang cụ lộc ạ. Cụ lộc thì cũng như là biểu trưng cho tiền tài này, chức quyền này. Và cụ lộc này thì là cụ đứng giữa, và các bác có thể nhìn thấy từ cái phần diện mặt của ngài đây cũng được thợ đúc rất là hoan hỉ. Và cái phần trước ngực của cụ đây thì bên em còn đục thêm diện mặt hổ phù các bác nhà mình nhá. Diện mặt hổ phù này. Vâng ạ, và với cái cụ này thì có chiều cao là 1m05, ngang là 54 và sâu là 40, cũng được thợ đục trên một cái phôi gỗ hương rất là già gỗ và vân thì rất là tuyệt vời luôn. Và tiếp theo thì sang cụ thọ ạ. Vâng ạ, cụ thọ thì đã biểu trưng cho sức khỏe, sự trường thọ rồi. Các bác nhà mình thấy cụ thọ thì với một hình dáng đó là một cụ già và tay chống gậy, và một bên thì bê một trái đào đúng không ạ? Và với cụ này thì các bác nhà mình nhìn thấy thì đây cũng được thợ khắc họa từ những cái đường nét các bác nhà mình nhá. Từ những cái đường nét hoa văn này được thợ làm rất là tỉ mỉ và kênh bong ạ. Và cụ này thì có chiều cao là 1m02, ngang là 47 và chiều sâu của sản phẩm là 42. Vâng ạ, với ba cụ này thì đều được thợ đục với các nét thần thái rất là đẹp. Và nếu anh chị em là nhà mình hữu duyên thì các bác nhà mình có thể là kết bạn ngay qua số Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 0866789910, thì em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để các bác nhà mình có thể là tham khảo rõ nét hơn. Còn nếu anh chị em là nhà mình gần cơ sở bên em thì các bác nhà mình có thể đến tại Đồ Gỗ Phạm Kính ở làng nghề mộc truyền thống Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, tại số nhà 137 để có thể là tận mắt thưởng lãm những sản phẩm đẹp của bên em nhé. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị em nhà mình ạ.